Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi đến tham quan một cái chiếc tàu mà từ đứa trước tới bây giờ thì mình và các bạn của mình hay sử dụng để mà đến ở một địa điểm nào đó để tắm biển. Thì mình sẽ dẫn các bạn tham quan xung quanh khu vực của tàu, phần đầu tàu, trước tàu và bên trong tàu như thế nào nhé. Đây là phần cuối của con tàu. Như các bạn thấy, có một cái chiếc cầu nhỏ để mà chúng ta đi lên tàu đây. Cái chiếc tàu này thì được sử dụng motor, cho nên là khi mà cái motor mà điều khiển á, thì cái cầu này nó sẽ ngã xuống nằm ngang để mà cho người ta đi lên tàu. Thì ở đây là khu vực giống như khu vực salon, khu vực để mà ăn uống, nghỉ ngơi ở trên tàu ha. À, như các bạn thấy thì các bạn thấy đây là có bàn, có ghế, có ghế salon đây. Đây là người chủ tàu. Người chủ tàu là một pilot cũ ha. Bây giờ thì anh ta đã nghỉ hưu rồi và anh ta sở hữu cái chiếc tàu này. Thì mình sẽ dẫn các bạn đến xem motor của tàu như thế nào nhé. Đây là cái khu vực ghế ngồi của người điều khiển hả? Kế bên cũng có khu vực ngồi cho khách. Đây là hệ thống motor để mà điều khiển chạy vô lông, bộ máy điều khiển áp suất. Hơn thôi là nói chung thì mình cũng không có rõ lắm về những cái công cụ motor của cái chiếc tàu này, mình chỉ giới thiệu sơ cho các bạn. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi xuống cầu thang đây, xuống cầu thang để mà xem cụ thể cái bếp như thế nào nhé. Đây là cái bếp nấu ăn. Cũng không có hẳn là nấu ăn nữa các bạn. Cái này là mình đem những cái đồ khô picnic hay gì đó mình để đây, mình sắp xếp và mình rửa ha. Có nước để chứa rửa đây, nước motor để chứa rửa như các bạn thấy. Dẫn vào cho các bạn thấy cái nước nó chảy ra đó. Khu vực để chén, dĩa ngoài ra có một cái lò vi sóng nữa đây. Lò vi sóng. Nói chung là dưới thuyền nó có đầy đủ dụng cụ hết. Tủ, thấy gì, muỗng, đĩa để ăn, dao. Tủ lạnh luôn các bạn. Ở đây có tủ lạnh luôn. Các bạn, như các bạn thấy, tủ lạnh đây. Cái gì đây? Nước uống có ga. Rượu, đồ ăn lạnh. Nói chung là tàu thì đầy đủ hết. Đây, khu vực này cũng có thể ngủ hoặc là để chứa đồ đây. Như các bạn thấy thì anh ta để chủ yếu là những cái hộp, rồi không thôi là những cái đồ không cần thiết lắm thì mình có thể để ở đây, không thôi là đồ câu cá đây. Cần câu cá. Đây là khu vực salon ở phía trong ha. Nên mình để đồ nhiều quá. Ly ha. Tụi mình đang chuẩn bị ly để mà uống nước. Như các bạn thấy, đây là khu vực giường ngủ ha. Thì ở đây có tủ, như các bạn thấy tủ đây ha. Tủ này chứa quần áo. Đầy đủ giống như một căn nhà vậy các bạn. Để quần áo, giường ngủ. Để mà đi xa hơn các bạn sẽ thấy toàn cảnh của khu vực giường ngủ. Toilet, cũng có toilet luôn các bạn. Giờ mình sẽ mở toilet ở đây. Nói chung là chiếc tàu giống như một cái khách sạn nhỏ vậy đó các bạn. Đầy đủ tiện nghi hết.
Bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đi đến đầu tàu thì như thế nào nhé. Ở phần đầu tàu thì xem như thế nào. Hả? Đây. Đây là khu vực lối đi trên đầu tàu. Mình đi mình cũng phải các bạn thấy là mình cũng phải vịn để thôi mà sóng mà nó vỗ một cái là gì văng xuống nước là hư hại hết. Đó. Đây là phần đầu tàu ha. Đây. Phần đầu tàu thì rất là to các bạn ạ. Ở đây thì có cái niệm nhỏ đây ha. Thì các bạn có thể phần này thì các bạn có thể trải khăn để mà nằm nghỉ, chẳng hạn như mình trải khăn ở đây ha. Thì các bạn có thể nằm nghỉ ở đây ha. Gọi là tắm nắng ha. Ở khu vực này thì tụi mình dừng ở đây ha, để mà tổ chức ăn trưa rồi tắm nắng ở đây ha. Khu vực này thì cũng có rất là nhiều thuyền đậu kế bên, thì nhiều người cũng có thuyền riêng của họ hay là họ thuê thuyền để mà đi kỳ nghỉ vài ngày ở biển, thì họ cùng với bạn bè giống như các bạn thấy ở phía trước có một cái chiếc thuyền rất là đông người ha, thì họ đến đây chủ yếu là để tắm biển. Nói chung là nước biển ở khu vực này thì nó sẽ trong trẻo, tức là nó không có dơ như ở những một số bãi tắm, tại vì ở gần bãi tắm thì có cây cỏ này kia, gió nó lùa vào thì khu vực đó nó sẽ làm cho dơ nước biển. Thì ở Pháp thì đôi khi người ta cũng có cái hệ thống gọi là lọc nước biển ở khu vực bãi tắm để cho bãi tắm được sạch sẽ, để mà cho khách du lịch hay là người xung quanh khu vực đi tắm. Bây giờ mình sẽ trở lại phần cuối tàu. Le vent tourne. Bonjour, salut.